Nghệ sĩ Minh Vương vừa chăm tôi từng bữa ăn viên thuốc. Nghệ sĩ nhân dân Minh Vương nói ông giữ phong độ sau 12 năm được ghép thận là nhờ vợ sát cánh chăm sóc. Cuối tháng 7, nghệ sĩ 74 tuổi dự lễ ra mắt show Đêm Huyền Thoại hát chung cùng các danh ca Lệ Thủy, Ngọc Dầu, danh hài Bảo Quốc ở thành phố Hồ Chí Minh. Trở lại chỉ sau 5 tháng kể từ live show kỷ niệm 60 năm làm nghề, ông nhận được nhiều sự quan tâm. Nghệ sĩ cho biết: "Tôi hiếm khi gặp trở ngại về sức khỏe, có lẽ nhờ vợ luôn kề cần lo từng miếng ăn đến viên thuốc. Sau khi được phẫu thuật ghép thận, từ một thanh niên năm 2012, nghệ sĩ đi đâu cũng mang theo các loại thuốc như huyết áp, chống thải ghép. Mỗi tháng, bà cùng ông đi đến bệnh viện tầm soát sức khỏe. Sau khi lấy thuốc, bà phân thành các gói nhỏ ghi rõ ba cữ sáng, trưa, tối vì sợ chồng quên. Các con đã trưởng thành, sống riêng, vợ chồng nghệ sĩ ý thức được tập thể dục hàng ngày để giữ gìn sức khỏe. Ông bắt đầu ngày mới bằng những bài tập nhẹ tại chỗ kéo dài 15 phút đến khi huyết lưu thông, sau đó uống một ly sữa nóng. Bà cũng lên thực đơn phù hợp đến thể trạng hiện tại của ông. Nhắc nghệ sĩ khi các món gây nóng nhiều dầu ngỡ tránh ảnh hưởng đến chất giọng. Nhờ vậy giọng hát của tôi dù không còn khỏe như thời đỉnh cao nhưng vẫn giữ được 70-80%, ông nói. Mỗi lần đi hát xa, ba là cánh tay phải đắc lực của ông trong việc quán xuyến lịch sổ. Minh Vương ví vợ như một stylist chuyên nghiệp. Hiếm khi ông phải để ý chuyện trang phục vì bà hiểu rõ gu ăn mặc của ông. Ba tự ra tìm tròn vải, may quần áo cho ông, lựa từng món phụ kiện. Mỗi khi Minh Vương ra sân khấu, bà ngồi một góc nếp mình trong cánh gà, mỉm cười hạnh phúc khi thấy chồng là khán giả vây quanh tặng hoa. Đời nghệ sĩ vốn nhiều cám dỗ nhưng hôn nhân của tôi luôn bình yên. Có lẽ nhờ người vợ tâm đầu ý hợp, cùng nhau đi qua bao buồn vui, sướng khổ hơn 30 năm. Ông cho biết, từ một lần đổ vỡ với nghệ sĩ, điều quan trọng nhất để vợ chồng giữ lửa là mái ấm và sự nhường nhịn trân trọng nhau. Minh Vương chưa biết đôi lần cãi vã vợ chồng ông có phần lớn tiếng. Ông thường trêu, thôi, nên nhỏ nhẹ với người lớn tuổi nhà, khiến bà bật cười. Mọi giận hờn dường như tan biến. Mỗi lần có show mới, Minh Vương cho biết vẫn nôn nao hồi hộp như ngày đầu đi hát. Ông mừng vì còn được gặp khán giả được yêu mến, đón nhận, song kèm theo đó là áp lực phải chuẩn bị kỹ lưỡng để tránh sai sót. Kinh nghiệm dày dặn của nghệ sĩ vẫn luyện thanh mỗi ngày. Sát đêm diễn, ông hạn chế nói chuyện với âm lượng lớn. Ở nhà thỉnh thoảng tôi phải ca thử một đoạn vòng cổ xem làn hơi có tốt không, xong bị rè chỗ nào, xong mới yên tâm làm việc tiếp. Nghệ sĩ nói, dù đủ sức hát 4 năm trích đoàn mỗi show, ông hạn chế nhận lời mời biểu diễn, chỉ xuất hiện ở một số sự kiện đêm nhạc quan trọng của đồng nghiệp, hậu bối thân thiết. Những năm gần đây, Minh Vương dành tâm huyết cho các cuộc thi ca cổ, đem kinh nghiệm tích lũy hơn 60 năm truyền lửa cho các thí sinh. Như chương trình Học viện Cải Lương đầu tháng 5, việc làm giám khảo, tiếp xúc lớp trẻ giúp ông ôn lại hoài niệm những ngày mới vào nghề. 12 tuổi cậu bé Nguyễn Văn Vân, tên thật của nghệ sĩ, thường đi vớt cá lì thì để bán. Một lần bán cá, ông đi ngang qua lớp dạy ca vòng cổ của thầy Bảy Chặt. 12 tuổi cậu bé Nguyễn Văn Hưng, tên thật của nghệ sĩ, thường đi vớt cá lì thì để bán. Một lần bắt cá, ông đi ngang qua lớp dạy ca vòng cổ của thầy Bảy Chặt. Vốn mê hát, ông được thầy để ý, cử cho danh cầm văn giỏi u nắn. 2 năm ông được thầy chọn đi thi, hôn nguyên vòng cổ và đạt giải. Minh Vương được bầu lòng ở đoàn Kim Trung mời ký hợp đồng, từ đó trở thành ngôi sao mới của làng cổ nhạc. Trải qua nhiều ngọt bùi cay đắng trong nghề, Minh Vương nói không ngại nhận xét thẳng, chỉ ra cái sai của các bạn trẻ ở những sân khấu cải lương. Nhiều người lời ra tiếng vào, thậm chí dần, ông vẫn chấp nhận. Tôi chú trọng góp ý chuyên môn để giúp họ hát tốt, hát chuẩn một bản vòng cổ. Với tôi, đó là sự tận hiến dành cho cải lương, dù sau này tôi có thể không còn được đứng trên sân khấu, ông nói. Nghệ sĩ quê Long An lên Sài Gòn cùng cha mẹ lập nghiệp từ bé năm 1967. Minh Vương bắt đầu hát kép chính, đồng thời kết hợp với loạt dòng ca nữ như Lệ Thủy, Mỹ Châu, Diều Hiền, từ đó trở thành ngôi sao của đoàn Kim Trung. Năm 1971, tên tuổi của Minh Vương được tỏa sáng khi được mời thu thanh với các đĩa Người Tình Trên Chiến Trận, Đường Gươm Nguyên Bá, Đêm Lạnh Chùa Hoàng,
Tiêu Anh Phụng, Tái Xanh Duyên, Đời Cô Hạnh và nhiều bản tranh cổ như Bánh Bông Lan, Vườn Tao Ngộ, Yêu Lầm, Phút Cuối, Biển Tình. Ông còn nổi tiếng với vai Kiếp Lão qua nhân vật Nguyễn Trãi ở vở Ràng Ngọc Công Sơn, tác giả Xuân Phong, đạo diễn Đoàn Bá, dàn dựng thập niên 1980. Năm 2008, ông và Lệ Thủy ra mắt Sân Khấu Vàng, một chương trình xã hội hóa do nhà hát Trần Hữu Trang quản lý, vừa là sân chơi cho các nghệ sĩ cải lương gạo cội, vừa tạo nguồn quỹ làm từ thiện. Cùng năm, Minh Vương và Lệ Thủy được treo kỷ lục Guinness cặp đào kép đóng chung lâu năm và anh y nhất Việt Nam. Tháng 8 năm 2019, ông được phong tặng nghệ sĩ nhân dân.